Thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay mùng 7 tháng 2, người dân cả nước bắt đầu ngày làm việc đầu tiên sau 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022. Ngày hôm nay, thời tiết ở Bắc Bộ tương đối dễ chịu, khô ráo. Tuy nhiên, theo thông tin mới nhất từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh mới và tiếp tục chìm trong mưa rét. Hiện nay, bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam. Do ảnh hưởng của khối không khí lạnh tăng cường nên từ ngày mai mùng 8 tháng 2, khu vực Hà Nội có lúc có mưa. Từ đêm mai trời chuyển rét đậm với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 12 đến 14 độ C. Cũng theo dự báo, từ ngày 8 tháng 2 đến ngày 9 tháng 2, khu vực Bắc Bộ có mưa, mưa nhỏ, trời rét. Khu vực vùng núi Trung Du Bắc Bộ trời rét đậm, rét hại, nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 12 đến 15 độ C. Vùng núi từ 8 đến 11 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 6 độ và có khả năng xảy ra mưa rét, băng tuyết. Cơ quan khí tượng cho biết, miền Bắc đang trải qua đợt rét đậm, rét hại kéo dài nhất kể từ đầu mùa đông. Trạng thái này bắt đầu từ ngày 28 tháng 1 và có thể kéo dài đến hết ngày 10 tháng 2, do khu vực liên tục đón gió mùa đông bắc và không khí lạnh tăng cường. Trong tháng 2, Hà Nội và đồng bằng Bắc Bộ có nhiều ngày mưa nhỏ, mưa phùn, sương mù. Nhiệt độ trung bình trong tháng thấp từ 1 đến 2 độ C so với nhiều năm và khu vực có nhiều ngày mưa rét. Thưa quý vị và các bạn, và trái ngược với trạng thái mưa rét ở Bắc Bộ, thời tiết ở Nam Bộ duy trì trạng thái oi nóng trong tuần này với mức nhiệt cao nhất từ 31 cho đến 34 độ C và thấp nhất là từ 22 cho đến 25 độ C. Và trong các ngày từ ngày 8 tháng 2 và ngày 13, 14 tháng 2, thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành phố lân cận có thể xuất hiện mưa dông trái chiều về chiều và đêm, nhưng lượng mưa không đáng kể. Thời tiết Trung Bộ cũng ổn định ở trong tuần này. Và từ ngày 7 đến ngày 9 tháng 2, Bắc Trung Bộ còn chịu ảnh hưởng của không khí lạnh, nên thời tiết rét về đêm và sáng sớm với nhiệt độ thấp nhất là từ 15 cho đến 18 độ C, cao nhất là 21 cho đến 24 độ C. Và sau ngày 10 tháng 2, miền Trung duy trì kiểu thời tiết ít mưa, ngày nắng và lạnh về đêm.